chào các bạn. Trong cuộc sống hàng ngày, để đạt được thành công thì không có điều gì là dễ dàng cả. Cơ hội này luôn được chia đều cho mỗi người. Tuy xuất phát điểm của chúng ta có thể là khác nhau, song sự nỗ lực và cố gắng sẽ không bao giờ bị ngược đãi. Chẳng hạn như là chủ tịch của tập đoàn Thaco là ông Trần Bá Dương. Hoàn cảnh xuất phát tuy còn rất là nhiều khó khăn, thế nhưng ông vẫn đã cố gắng lập nghiệp chỉ từ hai bàn tay trắng. Và bây giờ ông đã đạt được thành công mà ai cũng mơ ước. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu về tiểu sử của người đàn ông có ý chí sắt thép này nhé. Tiểu sử ông Trần Bá Dương. CEO Trần Bá Dương sinh ngày 1 tháng 4 năm 1960 tại Huế, nhưng lớn lên ở Đà Lạt. Ông sinh ra trong một gia đình gồm có 7 anh chị em, bao gồm ông Trần Bá Hùng, ông Trần Bá Cường, ông Trần Bá Cương, bà Trần Thị Kim Tiến, bà Trần Thị Bạch Tuyết, bà Trần Thị Kim Phượng và bà Trần Thị Kim Thu. Vợ ông là bà Viên Diệu Hoa. Ông có hai cô con gái gồm Trần Viên Ngọc Trân và Trần Viên Ngọc Oanh, cùng con trai Trần Bá Trường Hải. Năm 1982, ông theo học và tốt nghiệp Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh với chuyên ngành cơ khí ô tô. Chức vụ và tài sản của Chủ tịch Dương. Ông Trần Bá Dương là người sáng lập, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải. Ngoài ra, ông còn được biết đến với tư cách Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, doanh nghiệp đang đầu tư những dự án hàng tỷ đô la vào khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thời gian gần đây, ông Trần Bá Dương được mệnh danh là người giải cứu các đại gia Việt khi chi ra cả tỷ đô la để đầu tư vào công ty nông nghiệp của Bầu Đức và công ty Hùng Vương của vua cá tra Dương Ngọc Minh. Theo cập nhật ngày 12 tháng 3 năm 2020, giá trị tài sản của gia đình tỷ phú Trần Bá Dương trị giá 1,5 tỷ đô la. Ông được tạp chí Forbes nhận định là người giàu thứ 3 Việt Nam, chỉ sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Ông và gia đình đang đứng thứ hạng 1415, thấp hơn thứ hạng 1349 của năm 2019. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bủa vây cả năm 2020, rất nhiều vị tỷ phú khác đã bị ảnh hưởng tài sản. Thế nhưng, đối với vị tỷ phú này thì chẳng hề hấn gì cả. Chặng đường kinh doanh đi lên từ hai bàn tay trắng, từ đi vét mỡ bò cho đến khởi nghiệp với Thaco Trường Hải. Chủ tịch Trần Bá Dương đã phải trải qua một tuổi thơ cơ cực. Trong thời gian bao cấp khi cha mất sớm, mẹ phải làm việc vất vả nuôi các anh em ăn học. Chính điều này đã hun đúc cho ông một tinh thần nỗ lực cố gắng không ngừng để có thể giành được thành công như ngày hôm nay. Ít ai biết được rằng, để đạt được những thành công như ngày hôm nay thì ông Dương đã phải nỗ lực rất là nhiều. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, điều kiện học hành của ông cũng không được bằng bạn bằng bè nhiều cho lắm. Vì vậy mà ngay từ khi còn rất sớm, ông đã phải đi lăn lộn với đủ nghề để bươn trải chi phí sinh hoạt. Sau khi tốt nghiệp trường đại học top đầu ở thành phố Hồ Chí Minh, những tưởng cuộc sống của mình sẽ dễ dàng hơn, thế nhưng mọi thứ hoàn toàn trái ngược lại. Chủ tịch công ty cổ phần Trường Hải Thaco cho biết: "Tôi lớn lên trong thời bao cấp, cha mất sớm, mẹ tôi bươn trải nuôi anh em tôi ăn học. Tốt nghiệp trường đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin làm công nhân sửa chữa ô tô, công việc đầu tiên của tôi là vét mỡ bò. Sau đó, nhờ vào những kiến thức đã tích lũy được trong suốt 5 tháng theo học tại Đại học Bách khoa, ông đã đưa ra dự án chuyển đổi tay lái nghịch. May mắn thay, dự án của ông Dương đã nhanh chóng được Bộ Giao thông Vận tải chấp nhận. Công ty đã giao cho tôi nhiệm vụ quản lý tổ sửa chữa lưu động, làm khoán. Từ đó, ông có điều kiện tích lũy và phát huy khả năng của mình. Năm 1997, ông quyết định xin nghỉ và tự thành lập xưởng sửa chữa của riêng mình. Cùng năm ấy, công ty cổ phần ô tô Trường Hải cũng được thành lập. Một điều đặc biệt là cái tên Trường Hải cũng được lấy theo chính tên con trai của ông Trần Bá Dương là ông Trần Bá Trường Hải. Và khi mới thành lập thì công ty Trường Hải chủ yếu là nhập khẩu những xe đã qua sử dụng về tân trang lại, sau đó sẽ chuyển ra thị trường. Đồng thời thì công ty Trường Hải cũng cung cấp một số phụ kiện xe khác để bán cho người tiêu dùng. Tiếp đó đến năm 2000, ông mở xưởng lắp ráp xe tải hạng nhẹ mang thương hiệu KIA. Sản phẩm mặc dù chưa có thành phẩm nhưng đã kín đơn đặt hàng. Ông Trần Bá Dương cũng là người đầu tiên tại Việt Nam ta bắt đầu sản xuất xe du lịch. Từ dòng xe KIA, Thaco, Kinh Long, ông đã đưa Trường Hải trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên với 100% vốn trong nước sản xuất và lắp ráp xe du lịch. Điều này mở ra cơ hội phát triển cực lớn cho hãng xe mà ông đứng đầu, đồng thời chiếm được thị phần không nhỏ trong việc sản xuất xe ô tô trong nước. Với đam mê sẵn có và tinh thần hoạt động, Trần Bá Dương và các cộng sự đã chứng minh được năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam khi có công giúp tên tuổi ngành sản xuất ô tô Việt Nam vươn tầm thế giới. Sự thành lập của Thaco Trường Hải như một dấu mốc vàng son trong việc thúc đẩy sự phát triển công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô. Từ đây, người ta đã thấy được sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của vị lãnh đạo đứng đầu công ty cổ phần Trường Hải Thaco. Ông Dương đã tự mình khẳng định được tài năng cùng đam mê của mình trong chính lĩnh vực mà ông cực kỳ yêu thích. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể noi theo để phát triển.
Không có gì ngạc nhiên khi với đam mê cùng với nỗ lực như vậy, doanh nhân Trần Bá Dương còn có những mong muốn to lớn hơn nữa đối với sự nghiệp của mình. Ông mong muốn sẽ trở thành người tiên phong và mở ra con đường phát triển của ngành công nghiệp sản xuất ô tô trong nước. Về sản xuất và lắp ráp ô tô, công ty sản xuất tập trung tại Chu Lai, Trường Hải. Đây là cơ sở sản xuất chính của công ty với các nhà máy lắp ráp xe du lịch, xe tải, xe khách, các nhà máy gia công cơ khí, các nhà máy hóa chất. Ở mảng phân phối, công ty có đầy đủ hệ thống showroom, đại lý trải dài khắp cả nước. Hiện nay, công ty đang phát triển theo mô hình quản lý đầy đủ chuỗi giá trị từ sản xuất, lắp ráp, dịch vụ phụ tùng, sửa chữa và phân phối ô tô đến người dùng. Chỉ trong thời gian ngắn gần đây, Thaco đã chiếm vị trí đứng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô với vị trí số 1 về sản lượng xe bán ra tại thị trường Việt Nam. Cú rẽ ngang bất động sản và hồi sinh dự án tỷ đô ở khu đô thị Thủ Thiêm. Sau khi đã lên đến đỉnh cao của ngành sản xuất ô tô trong nước, ông Trần Bá Dương còn quyết định thử sức mình với lĩnh vực bất động sản. Sau khi từ nhiệm chức Tổng Giám đốc Thaco, ông vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bây giờ đồng thời đang làm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh. Đại Quang Minh được thành lập năm 2011 với sự bắt tay của 4 cổ đông là Thaco nắm 45% vốn, Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh nắm 37,5%, ông Trần Đăng Khoa và Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế và Tư vấn Đầu tư Invencon nắm 17,5% còn lại. Hiện nay, Thaco đang nắm giữ 90% cổ phần của Đại Quang Minh, ông Trần Đăng Khoa giữ 5%, còn lại là các cổ đông khác. Với ông chủ hiện nay là ông Trần Bá Dương, Thaco sẽ không cần phải bàn bạc với ai trong việc điều hành các dự án. Không chỉ là San Sa, khu đô thị có giá trị bậc nhất Việt Nam, mà còn là một loạt các dự án khác của công ty này tại Thủ Thiêm. Cuối năm 2014, Đại Quang Minh nổi như cồn với việc bỏ ra 8.265 tỷ đồng để đầu tư 4 tuyến đường tại Thủ Thiêm và cầu Thủ Thiêm 2. Trong dự án cầu Thủ Thiêm 2 và 9 lô đất đối ứng, BIDV tài trợ tín dụng cho công ty tới 4.200 tỷ đồng. BIDV cũng là đơn vị tài trợ vốn cho dự án khu đô thị San Sa. Đại gia bất động sản mới nổi này còn đề xuất một kế hoạch tham vọng hơn, đó là xây dựng quảng trường lớn nhất của Việt Nam tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án này sẽ được Đại Quang Minh thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao của dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đáng chú ý, vào tháng 10 năm 2019, ông Trần Bá Dương thông qua Đại Quang Minh sở hữu 100% vốn tại dự án khu phức hợp Hoàng Anh Myanmar, dự án bất động sản cuối cùng của Hoàng Anh Gia Lai, đánh dấu sự chia tay của ông Đoàn Nguyên Đức, hay còn gọi là Bầu Đức, đối với lĩnh vực bất động sản. Đại Quang Minh sẽ chịu trách nhiệm chính đầu tư phát triển giai đoạn 2 của dự án Hoàng Anh Gia Lai Myanmar với tổng vốn đầu tư ước tính hơn 7.400 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Hiện quỹ đất của Thaco đang có khá dồi dào. Ngoài khu đô thị San Sa rộng hơn 106 ha của 150 ha lâm viên sinh thái tại Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Thaco đang phát triển khu công nghiệp và đô thị 650 ha tại Chu Lai, cũng như sở hữu 100 showroom có vị trí tốt tại các đô thị lớn. Trong các năm tới, tập đoàn sẽ phát triển quỹ đất dồi dào này và tham gia đầu tư hạ tầng thông qua hình thức hợp tác công tư. Ông Dương đã từng có câu nói như thế này: nếu chỉ kinh doanh chỉ vì muốn thoát nghèo, muốn làm giàu thì có lẽ là sẽ thất bại ngay từ lúc khởi nghiệp, bởi sẽ không có đủ động lực để đi xa. Các bạn nghĩ như thế nào về câu nói này? Hãy chia sẻ cho chúng mình biết tại phần bình luận nhé! Và đừng quên like, share cho kênh Tìm Việc 365.vn để theo dõi nhiều hơn các doanh nhân khác nha!